Đúng rồi, tại vì cái những con người đó là bản chất ở trong đã hơn thua rồi, cho nên khi gặp tôi khử một cái là hả xì liền. Xì liền. Khử nhẹ một lần. Trời ơi, ở lúc đó tôi không thấy nha, về tôi coi lại thấy cái mặt ác dễ sợ. Mà em cũng có khác gì ngoài anh, em cũng là một con mồi thứ hai. Trời ơi, y chang mà trong thế giới động vật mấy con nai mà đang chạy con hổ cũng đừng nghĩ ra. Công tử hào hoa phong nhã, lịch sự lịch lãm nhưng không. Đó, mà lại có một thái độ chợ búa như vậy. Chơi game show khác được giật cô hồn đâu. Trời ơi, thiệt. Đó, thật ra cái đó chỉ là mình diễn cho lên. Thôi đi rồi cái khúc mà hả tôi nói tôi đi bằng đôi chân, các bạn nói bạn đi bằng đôi tay nữa, bạn lừ ư hay gì mà bạn đi bằng đôi tay. Phải diễn tí cho tao thấy cái này mà hôm nay đúng không, bình thường đương nhau lắm không, yêu thương nhau lắm rồi. Đúng rồi, mình là có nhà thiết kế đàng hoàng đúng có anh thiết kế nào. Anh là có xe lít đồ đàng hoàng. Nhưng mà cái đầu anh là không phải chơi xe. Không, cái này là hả? Còn anh là anh tự chọn hay là có người làm cho anh? Sao thực tế thì ra mình lấy cái nào mình có cái hợp mặt thôi. Chứ đâu có đâu mà hơn thua với đồng nghiệp đồ phải may mới, thiết kế đồ. Cầm bộ đồ của em.